365 ngày cùng với các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 251. Lời Chúa trong Tin Mừng Ma-thêu chương 13 câu 58. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Lời của Đấng Đáng Kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tin là chấp nhận Chúa Giê-xu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài. Cùng các thánh học với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không thể làm nhiều phép lạ tại quê hương mình vì dân làng không tin. Mọi người không tin vì họ nghĩ họ biết rõ Chúa. Mọi người đang nhìn Giê-xu là một con người bình dân, là con của bà Maria, người thân của Chúa, là bà con lối xóm trong làng. Họ nghĩ không lý do gì mà Giê-xu trong một thời gian ngắn lại trở thành một thầy dạy, một đấng làm nhiều phép lạ. Dân làng chưa có thể ra khỏi cái nhìn vốn có về Giê-xu, và họ đã vấp ngã vì Người. Trong cuộc sống, chúng ta luôn được bao bọc bởi những điều quen thuộc. Mọi sự quen thuộc đến nỗi chúng ta cảm thấy bình thường, đều phải có, không cần phải bận tâm. Ngay cả trong những mối tương quan hàng ngày, chúng ta cũng dễ để cho sự quen thuộc làm cho chúng ta không nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi những người xung quanh chúng ta. Ngay cả những hy sinh, vất vả, những đau khổ mà người thân đang gánh chịu, chúng ta cũng khó để nhận ra. Chính trong sự quen thuộc, dân làng không nhận ra Giê-xu chính là Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ. Chính trong sự quen thuộc, mọi người đã chối bỏ Chúa Giê-xu. Vậy trong đời sống đức tin, chúng ta có đang để cho sự quen thuộc khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-xu? Chúng ta có trân quý thánh lễ mỗi ngày chúng ta tham dự, nhìn thấy sự hiện diện đất thực của Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể? Chúng ta có đang chối bỏ Giê-xu qua những gì thân quen nhất? Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói với chúng ta trong sách Đường Hy Vọng: tin là chấp nhận Chúa Giê-xu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài. Chính trong đức tin, chúng ta đón nhận sự hiện diện của Chúa nơi những gì quen thuộc nhất. Ngay cả điều đó đến từ những đau khổ chúng ta phải gánh chịu mỗi ngày. Nhìn đến các anh chị em chúng ta tại Ukraine, tại các nước đang diễn ra nội chiến xung đột, hay những anh chị em tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng 2. Mọi người có quyền tuyệt vọng, có quyền chối bỏ Chúa vì đã để những đau khổ đó xảy đến trong cuộc đời họ. Nhưng rất nhiều trong số đó vẫn vững tin vào Chúa. Mọi người vẫn nhận thấy Chúa đang hiện diện, đang sống ở giữa họ và không bỏ rơi họ. Để rồi mọi người đón nhận đau khổ trong tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, chắc hẳn Chúa đã buồn nhiều khi trong cuộc sống chúng con đã lắm lúc quên đi sự hiện diện của Chúa. Cả những lúc chúng con cố tình không nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin giúp cho chúng con nhạy bén hơn, nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mọi biến cố xảy ra trong ngày sống. Nhận ra Chúa đang ở trong chúng con. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, xin cầu cho chúng con. Hôm sống với Chúa Giêsu, ngày hôm nay, sáng, trưa, chiều, mời bạn đặt tay lên ngực và thầm thì với niềm xác tín: Chúa đang ở đây với con. Cuối ngày, chúng ta hãy dành ít phút nhìn lên Chúa Giêsu, đọc lại toàn bộ ngày sống trước sự hiện diện của Ngài và hãy thưa lên cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu, thật Chúa đang ở cùng con. Cảm ơn Chúa đã làm mọi sự cùng với con trong ngày hôm nay. Về muôn nơi, từ muôn chim thú mây trời, ngày đêm năm tháng trong đời, không ngoài bàn tay nhân ái, Chúa ơi. Yêu thương Ngài gọi tên con, mời con nhanh bước lên đường, dìu con qua những bước cùng Ngài đến muôn phương. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Chân Chúa dìu đưa con bước theo Ngài. Bao nhiêu phận đời đã đoan, còn mang kiếp sống cơ hàn, khổ đau muôn kiếp lan tràn, lạc loài bàn chân đơn bước lang thang. Con đâu nào hiểu một mai, gọi con đi giữa muôn loài, sẽ chia ân thánh của Ngài, sống cùng Ngài đến tương nhận muôn ân phúc chan hòa, dù con đôi lúc bất hòa, thân phận mong manh yêu đuối ngã xa. Trao ban một đời thiêng liêng, bồi an con lúc ưu phiền, tình thương Thiên Chúa nhân hiền, với Ngài lòng mến vô biên. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời.
đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tôn, con mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước theo Ngài. Chúa hiểu lòng con Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất tuân, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước theo Ngài. Nhưng tình Ngài luôn chan chứa dìu đưa con bước.